Dạ, Đinh Lan xin kính chào bà con. Về cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng, hồi hôm qua Đinh Lan nhận được một cái giấy triệu tập lần một của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh mời ha. Nhưng mà cái người ký lại là thượng úy điều tra viên Trần Vĩnh Phước ký giấy triệu tập của công an thành phố để hỏi về việc liên quan đến đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng. Nè, nói nè, công an thành phố nếu như giống như công an Bình Dương, hiện tại bây giờ tôi Đinh Thị Lan đang tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng dùng thủ đoạn đê hèn để đánh Đinh Thị Lan vào tù, và người ký cái giấy mời cho tôi tới để kết thúc cái này để khởi tố bà Hằng, đó là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Trung tá Nguyễn Thị Thu Trang đã ký nha, công an tỉnh Bình Dương đã ký. Còn cái này điều tra viên nha, triệu tập tôi làm gì mà triệu tập ha. Bà Nguyễn Phương Hằng đang là quậy phá chính quyền Việt Nam hơn 10 tháng rồi, công an thành phố nếu như thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra ha hoặc là phó thủ trưởng ký cái giấy triệu tập thì tôi đi, còn cái chuyện mà điều tra viên này á hả, tôi không đi nha. Làm cái việc gì mà đi tố cáo tôi hả? Tố cáo tôi việc gì? Về việc găng tay hả? Ngày 18 tháng 1 đưa ra cái quyết định mời tôi lên để việc bà Hằng tố cáo tôi. Ủa, đâm sầm vô phá cái nhà máy găng tay của bà hả? Tôi chỉ lên cái clip của tôi đưa lên bình thường, là chỉ cái việc là thực nghiệm cái việc mà găng tay của Hoàng Kim Dung bóc ra là của Đại Nam thôi. Còn tất cả những cái gì trên YouTube, trên cái kênh Lan Linh không còn. Ngày hôm nay nếu mà tố cáo tôi là bôi nhọ doanh nghiệp, tất cả những cái thông tin Đại Nam nợ nợ tiền, tổng số tiền cái khu du lịch Đại Nam như thế nào đó, Google nó thông báo ha, tất cả mọi thứ cứ bấm vô tổng số nợ của Đại Nam hiện tại giờ mất khả năng chi trả nha. Còn cái việc mà điều tra viên mà mời tôi, điều tra viên thượng úy Trần Vĩnh Phước, đây là giấy triệu tập lần một, ok lần một tôi ký nhận để tôi lấy cái văn bản này thôi nha. Nhưng mà quên đi, lần hai mời đi nha, mời tôi là ngày 9 giờ ngày 24 tháng 1, trong khi giấy mời mà kết thúc điều tra của ông tỉnh Bình Dương là 8 giờ ngày 25 tháng 1, là coi như là khè tôi trước một ngày á, giống như là cái công ty Điền Quân với Khương Dừa trong cái vụ mà 6 người được giải quyết, Bộ Công an chuyển tới nha, đơn của Đinh Thị Lan tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng do Bộ Công an chuyển xuống đề nghị Công an thành phố giải quyết, Công an thành phố Hồ Chí Minh không giải quyết được cho Công an Bình Dương. Cho nên nói tóm lại nha, đừng khè, đừng cứ kiểu điều tra viên này hả phọt phẹt cho cái điều tra viên thượng úy Trần Vĩnh Phước này cho mày lên đường nè, cho cái đồng chí này lên đường nè nha. Khù khè ai được hả? Điều tra viên là quyết định này, ai là người, tôi sẽ gửi cái đơn lên cho ông Lê Hồng Nam ha, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, về việc là có biết cái việc làm của trung tá Trần Vĩnh Phước này không? Triệu tập tôi về cái tội gì liên quan đến tố giác bà Nguyễn Phương Hằng à? Tố giác cái gì? Tố giác cho bà là tôi lấy tiền cho cha ấy hả? 183 tỷ lấy tiền cho cha ấy hả? Nợ nần như chú trộm á hả? Tố giác cái gì? Đơn của tôi được lên là bà dùng thủ đoạn đê hèn để tống tôi vào tù nè. Tại sao không xử lý? Mà bây giờ tự nhiên bà đâu tố giác tôi lần nộp lên cái là triệu tập tôi lần một vậy hả? Trước tiên là giấy mời thì tôi lên nha, giấy triệu tập tôi không lên. Vì quái gì mà bà Hằng bỏ đi kỳ ngay là bắt đầu là công an xử liền hả? Điều tra viên thượng úy Trần Vĩnh Phước nha, công an thành phố Hồ Chí Minh nha. Ok, chào bà con, thông tin sẽ thông tin tiếp tục về cái chuyện này. Giấy triệu tập là Đinh Lan không đi nha, công an thành phố ơi, Đinh Lan không đi. Thử cái làm gì được nhau nha. Chào bà con, sẽ tiếp tục thông tin. Ngày 25 tháng 1, Đinh Lan sẽ đi Bình Dương. Trời ơi, đây quyết định của tòa án nè, về việc mà Mai Xuân Cường nè, hoàn toàn Đinh Lan không phạm tội chủ mưu trong vụ này thì bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội vu khống nha. Đồng tưởng đâu lấy tiền che thân hả Nguyễn Phương Hằng? Lấy tiền che thân hả? Điều tra viên này làm sai nha, điều tra viên thượng úy Trần Vĩnh Phước này làm sai nè, ghi triệu tập người ta tới để khè người ta trước đó một ngày 24 tháng 1 là sai nha. Ok, kính chào bà con, sẽ thông tin tiếp tục, tôi là